Hôm nay Mận Mận có gì? Mận có gà tteokbokki sốt mật ong, kim bắp, gà hoa đậu biếc, trứng cuộn phô mai siêu ngon béo ngậy. Ồ ôi, hôm nay được nâu no phút gửi qua cho hai hộp mì ý cua Forpi với lại một cái set đồ ăn Hàn Quốc và nửa ký phá lấu bò. Phá lấu do đi đường xa nó nguội nên nó bị như vậy á, đổ ra hâm là hết à. Nhưng mà Mận sẽ có phá lấu vào tủ lạnh ngày mai mới ăn. Còn hôm nay Mận sẽ xử lý trước một cái set đồ ăn Hàn Quốc này bao gồm có gà tteokbokki sốt mật ong nè, trứng cuộn phô mai, kim bắp, gà hoa đậu biếc và chúng ta sẽ ăn kèm với lại kim chi hàn quốc nha mọi người. cho ơi cái miếng bánh gạo á, thì nó dẻo dẻo dai dai quá xá đã. còn cái gà thì do vận chuyển hơi lâu nên cái vỏ bên ngoài nó không còn được giòn nữa nó mới hơi bị ẻo nhưng mà không sao mọi người ơi vẫn là ngon xuất sắc. Nhà. cái sốt mật ong nó ngọt ngọt mặn mặn nè bên trên hình như có xịt sốt mayonnaise đó thì sao nó béo cái thịt gà thì nó mềm trời ơi tao nói biết bao nhiêu lâu rồi mới được ăn lại cái món này nó đỏ cái miệng và cái món này thì độ cay nó rất là nhẹ bởi vậy con nít cũng có thể ăn được luôn tiếp đến là một món mà cả mẫn và cô ca siêu thích luôn nha đó chính là trứng cuộn phô mai bên ngoài là lớp trứng mềm mềm bao phủ bên trong ngập ngụa phô mai béo ngậy siêu siêu béo cái món này thì dễ ăn khỏi phải bàn cãi rồi người lớn hay con nít gì ăn cũng được hết trơn á đặc biệt là mấy em nhỏ ăn cái món này là mê luôn cùng là món kim bắp gà hoa đậu biếc với cái gạo được nấu chung với màu hoa đậu biếc tạo thành một cái lớp màu xanh xanh rất là đẹp món này hả đầy đủ chất dinh dưỡng đạm động vật nè rau củ vitamin các kiểu luôn mà còn no chắc bụng nữa bữa giờ giãn cách biết bao nhiêu lâu rồi đâu có được ăn mấy cái món này đâu bây giờ được ăn rồi nè, đã quá trời